Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một cái món rất là mới, đặc biệt tại đường Tân Vĩnh ở quận 4 này. Món đó là gì? Mời cô chú chị và các bạn cùng review với nó nha. Đây là nồi nước lèo chín nè, bốc khói bốc mùi nghe rất là hấp dẫn luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Nhìn thấy mấy cục xương nè, mấy cục xí quát cù lắng nè, trông rất là bắt mắt và nhìn thấy thèm rồi. Thường là cái nước mà người ta nước lèo mà hầm bằng xương thì sẽ rất là ngọt ngon. Nick nghĩ là cái nồi nước lèo này sẽ rất là ngon đây. Tí nữa thử ăn và phát biểu cảm nhĩ, cảm nhận cái nước lèo này cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Còn ở đây là một cái nồi nước để trụng mì nè, trụng hủ tiếu vân vân. Nick thấy ở đây họ có tới hai cái nồi, một cái nồi là nước sôi để trụng và một nồi là nước nước lạnh để làm sạch lại nữa nè. Trông cũng rất là hay nha. Thường là mọi những chỗ khác thì người ta chỉ có một cái nồi để trụng mà thôi, ở đây có tới hai nồi luôn. Wow, mấy cục xương này
nóng hổi bốc khói luôn, nghe mùi hấp dẫn quá, phải ăn thôi, đói bụng rồi. Rồi chuẩn bị ăn thôi nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Đây là tô mì và tô xí quách của Nick đây, hai cục xương rất là to còn đang bốc khói, nghe mùi hấp dẫn quá, hấp dẫn quá đi. Thank you.
ngon quá. Buổi sáng gì là đầy năng lượng rồi, đi làm được rồi, có chút gì các bạn ơi. Gì ăn xong rồi cảm nhận như thế nào? Phải nói là nước thấy là rất là ngon nha. Ăn cũng nhiều nơi nhưng mà đây là lần đầu tiên ăn thử cái này thì thấy cái để thứ nhất lại là cái thịt mì đó, nó mềm mềm dai dai, ăn nó đã không bị mỡ này. Và cái nước súp á, cái nước lèo nó rất là thanh, nó ngọt ngọt các bạn. Nói chung là hòa quyện, ăn không có bị béo, không có bị ngậy, và cái nước ăn rất là vừa miệng. Tại vì cũng có nhiều nơi cũng bán, cũng như là cũng bán thế nào mà phù hợp với thành viên. Đối với cái ngành chỗ này ăn lần đầu tiên thấy rất là thích. Và theo người bán họ cho biết thì họ mở từ rất là sớm, từ khoảng 5:30-6 giờ, nhưng mà khoảng tầm 9:30 là hết rồi. Chỉ có những lúc đông khách thì khoảng tầm 8:30-9 giờ là không còn gì nữa. Cho nên nếu mọi người có ăn sáng mà thèm mì hoặc là hủ tiếu với lại xíu quách thì có thể đến đây để trải nghiệm và thử một cái địa vị của Đức Thiền và cảm nhận riêng của mình như thế nào nha. Nhưng mà riêng Đức Thiền thật sự là thấy rất là ngon. Hãy thử đi mọi người, hãy đến thử một lần cho biết nha, đặc biệt là ăn sáng hậu sáng. Cái mì buổi sáng mình bán từ mấy giờ vậy chị? Thông thường cũng khoảng từ 5:30 là mình đã bán rồi nè. Sớm hả? Tới mấy giờ là mình hết rồi? Ồ, khoảng tầm 9 giờ là bắt đầu là hết rồi. Hết hay là tại vì mình hết hàng rồi? Hết hàng luôn rồi. Phóng mì 5kg ở tại đường Tân Vĩnh nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Nếu có gần khu vực này hoặc là thèm ăn xí quách, mì hoặc là hủ tiếu vào buổi sáng có thể đến và trải nghiệm ở tại quán này. Quán nằm ở góc ngã ba của đường Tân Vĩnh và đường số 32. Đây, ngay góc này nha. Phía trên này có để là cái quán ốc 63 nè. Tuy nhiên thì đó là buổi chiều, buổi trưa chiều tối gì người ta mới bán quán ốc, còn buổi sáng á, là quán bán hủ tiếu mì, và kế bên cũng có một cái quán bánh cuốn Hà Nội nữa. Có nhiều sự lựa chọn cho buổi ăn sáng nha. Mì thập cẩm, mì hủ tiếu hoành thánh, cá và xá xíu. Tên là quán là 5kg ha, đường Tân Vĩnh số 63-65 đường Tân Vĩnh nha cô chú anh chị. Nếu có ăn sáng mà thèm xíu quách, nhắc lại một lần nữa, có thể mà đến địa chỉ này và trải nghiệm một buổi ăn sáng mì hoặc hủ tiếu, xá xíu hoặc là xíu quách nha, rất là ngon. Và video clip review món ăn của buổi sáng ngày hôm nay đến đây thì Nick xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Nick trong quá trình làm video clip này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video clip phía sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.